Xin chào tất cả các bạn, tôi tên là Lê Phúc Khánh, chuyên gia marketing online, CEO của công ty tư vấn giáo dục và truyền thông HK Group. Đến với khóa học của chúng ta ngày hôm nay, tôi sẽ hướng dẫn cho chúng ta một cái cách thức bán hàng rất hiệu quả và được rất nhiều các cá nhân cũng như doanh nghiệp hiện nay sử dụng cho công việc kinh doanh online của mình. Đó là cái phương thức bán hàng bằng email hay còn được gọi là email marketing. Để đưa thông điệp sản phẩm cũng như dịch vụ của chúng ta đến với khách hàng thì hiện nay trên Internet có rất nhiều các cách thức chúng ta có thể thực hiện. Ví dụ chúng ta có thể chạy một mẫu quảng cáo Facebook Ads, hoặc chúng ta có thể chạy một mẫu quảng cáo Google AdWords, hoặc chúng ta có thể đăng bài PR, vân vân. Có rất nhiều cách thức, nhưng trong đó có một cách thức giúp cho chúng ta đưa thông điệp sản phẩm và dịch vụ đến cho khách hàng một cách trực tiếp với chi phí rất thấp và được rất nhiều các doanh nghiệp hiện nay ứng dụng. Đó là cái cách thức email hay còn gọi là email marketing. Vậy làm thế nào chúng ta có thể kinh doanh thành công với email marketing, giúp cho chúng ta tăng doanh số bán hàng, tăng sự nhận diện thương hiệu, tăng lòng trung thành của thương hiệu trong mắt của khách hàng? Thì trong khóa học này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu những cái nội dung như sau. Thứ nhất, chúng ta sẽ tìm hiểu về email marketing là gì. Phần thứ hai, đó là những cái lợi ích của email marketing mang lại. Và phần thứ ba là cái cách thức để chúng ta xây dựng một cái danh sách khách hàng chất lượng. Đây là cái yếu tố rất quan trọng, yếu tố cốt lõi giúp cho một cái chiến lược email marketing của chúng ta có thể thành công. Phần thứ tư, đó là cái phần xây dựng chiến lược cũng như cái cách thức lập một cái kế hoạch email marketing để bán hàng. Phần thứ năm là tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cái cách thức gửi email với một cái công cụ email được cho là tốt nhất thế giới hiện nay, đó là công cụ GetResponse. Và phần số 6, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái cách thức đọc báo cáo, thống kê, đo lường và hiệu chỉnh trong phần mềm GetResponse để có những hiệu chỉnh kịp thời giúp cho cái công việc bán hàng bằng email của chúng ta trở nên dễ dàng hơn.